Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai em gái tuổi canh thân sinh năm 1980. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của những cái tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của canh thân của mọi người. Đây là một trong những cái tuổi xét về bề ngoài thì năm nay có địa chi là tam hợp với năm, đó là Thân Tý Thìn thuộc nhóm tam hợp. Rồi là chữ canh với canh thân và canh tý đồng hàng, còn người ta gọi là cái trụ mà thiên can á, thì nó ảnh hưởng nhiều về phần công việc, cho nên là canh công việc tương đối là hanh thông tốt đẹp. Nhưng mà từ đầu năm tới bây giờ thì do cái thiên vận của năm nó quá xấu, nó giật xuống một tất cả các cái tuổi, dù là có sao tốt vận tốt đi nữa thì cũng không có cái gì là khởi sắc cả. Đặc biệt là các em canh thân đang mạng, năm vừa rồi dưỡng sao thái bạch suy hao tài lộc quá lớn, cho nên năm nay cái hậu quả để lại tương đối là nặng nề. Trước hai cái tháng tư thì coi như công việc của tất cả mọi người chứ không riêng gì của canh thân đều rơi vào bế tắc với cái sự giãn cách của xã hội cũng như là nhiều cái vấn đề khác của cái xã hội của cái năm Canh Tý mang lại. Bây giờ thì mình sẽ tổng hợp và chia sẻ những cái mà mình kiến thức mà mình tổng hợp được đến với mọi người, để mọi người hy vọng biết được nên cương nên nhu ở trong cái khoảng thời gian này như thế nào. Dù là cương hay nhu ở trong cái năm Canh Tý này thì dĩ nhiên nó sẽ không được như những cái năm trước đối với người canh thân. Thì nói về người canh thân thì cũng đã rất là nhiều lần mình nói ở những cái video trước. Với chữ canh và thân thì đều thuộc kim, nhưng người thì là mệnh mộc, cho nên là thiên can và địa chi tương khắc với mệnh. Đây là một trong những người không có gặp được xu thuận ở trong cái công việc, tài lộc và vận thế, cho nên là thường là cái gì cũng phải tự lực mà làm chứ không có thừa hưởng, không được nhờ vả gì cả. Vốn dĩ nắm chữ canh thì ít được nhờ vả người thân trong gia đình, mà chủ yếu là nhờ vả bạn bè ở bên ngoài, nhất là nam mạng. Rồi thì xét cho năm nay á, thì xét về trụ mạng, người canh thân thì mộc, năm nay là năm thổ, như vậy là mộc khắc thổ, bổn mạng khắc năm. Mà khi mà bị tương khắc như vậy thì bổn mạng nó sẽ không được tốt đẹp cho lắm, sức khỏe và bổn mạng có vẻ là suy yếu. Đặc biệt là phúc tinh và tài tinh nếu có ở trong mệnh của mình sẽ không được cái bổn mạng tương trợ, mà nó bị suy yếu đi, vốn dĩ là không tốt đẹp. Sau là nam mạng thì có sao Thái Dương. Đây là một trong những cái ngôi sao đem đến may mắn, phúc lộc tốt. Thái Dương mà, Thái Dương là mặt trời, tươi sáng, ok. Tuy nhiên là Thái Dương hơi mạnh quá so với người mệnh mộc, đặc biệt là nam mạng. Năm ngoái Thái Bạch thì kim có khắc mộc thì quá te tua rồi, đúng không? Năm nay là tới một cái mặt trời nó chiếu vô, mình mộc mà mặt trời quá thì nó cũng cháy, cho nên là suy hao tài chính. Tuy không còn suy hao tài chính như cái năm trước nữa, nhưng mà Thái Dương năm nay có việc làm nhưng mà không có tệ. Còn năm ngoái là coi như là tắt luôn đường vào, mà đường ra thì nó ra y như nước. Còn nữ mạng á, thì là sao Thổ Tú, một cái ngôi sao đem đến là chủ về rối rắm và nặng tay. Vốn dĩ là người mệnh mộc gặp sao nó thành thổ nữa thì là mộc tiếp tục khắc thổ, cho nên là cái ngôi sao này nó càng hung hại hơn, đem đến rối rắm và nhiều điều khó khăn cho cái người canh thân nữa mạng. Rồi thiên can thì như đã nói là canh gặp canh thì tương trợ thuận lợi nhiều mặt ở trong công việc, nhất là những cái người mà đang cái việc cũ mà làm thì cứ có nhiều cái thuận lợi hơn, không có còn chống phá, không có còn gây hao tốn như là trong năm kỷ hợi 2019 nữa. Vận niên thì là vận niên xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt hết, cả nam lẫn nữ thì sao đều là vận niên xà âm tỉnh hết, thì coi như là giống như là mình bị nhốt, không có cựa quậy được. Đặc biệt là nam mạng có Thái Dương, đáng lẽ là phải là bung vẩy rồi lắm, nhưng mà mình vẫn giống như bị kềm hãm. Hạn thì
nam là tóm tập đây là trở ngại với ba gốc, còn nữ là hình tiền đề phòng bệnh nặng, đặc biệt là khúc dưới ha, phần ngực trở xuống rất là dễ có cái bệnh nặng, cho nên là cẩn thận những cái khu vực này. Rồi địa chi như đã nói ở phần đầu đó là thân tháng tuổi thân gặp năm Tý và tam hợp năm về địa chi thân Tý Thìn, cho nên có thể nói người tuổi Canh Thân năm nay rất là tốt đẹp về mặt tạp gia đạo tình cảm. Nếu như là nữ mạng thì dễ có thêm cháu thêm dâu à, ngon ha, nghe lấy hàm rồi mới 40 bốn mấy mà có thêm cháu thêm dâu là mừng rồi đó à. Rồi đó là sơ khởi cái tử vi nhìn bên ngoài của cái người Canh Thân ở trong cái năm Canh Tý. Còn bây giờ thì mình xét cái vận hạn những tháng còn lại trong cái năm Canh Tý thôi, do là mình chưa làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho nên là mình bắt đầu từ tháng 6 luôn, bây giờ đã là ngày 8-9 tháng 5 rồi. Thì tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng Quý Mùi, mà tháng Quý Mùi chắc chắn là tháng mộc, giống như tháng Nhâm Ngọ nó cũng là tháng mộc. Như vậy thì xét về trụ mạng là tháng mộc, mình mệnh mộc là đồng hàng bổn mạng sức khỏe không có vấn đề ở trong cái tháng 6 cũng như tháng 5 này. Tháng 5 này thì do mệnh mộc cho nên là người Canh Thân không có vấn đề. À, thiên can canh quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, nhưng mà nạp âm ngũ hành của canh là kim, nạp âm của quý là thủy. Như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất. Cho nên là cái tháng 6 cũng như tháng 5 này, tháng này chữ nhâm nè, tháng chữ nhâm này nó cũng là hành thủy. Cho nên là cũng là sinh xuất. Tháng 5 tháng 6 này tiếp tục sẽ gây hao tốn cho người tuổi Canh Thân, nhưng không quá lớn, hoặc là nằm trong cái tầm khống chế của mình, hoặc là nó là một cái khoản đầu tư ra để sau này mình lấy lại. Đó là những gì mà phải chú ý. Địa chi thân với mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng song cung khác nhau, cho nên gia đạo tình cảm của người Canh Thân trong tháng 5 cũng như tháng 6 không có vấn đề. Có thể nói tốt đẹp. Rồi đó là tháng 5 và một chút của tháng 6 và một chút của tháng 5. Tiếp đến là tháng 7. Tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý tức là tháng Giáp Thân, một tháng tuổi của người Canh Thân. Tháng Giáp Thân thì chắc chắn là một tháng thủy. Như vậy là thủy sinh mộc, là bổn mạng được tương sinh. Tháng tương sinh mạng cho nên là bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và tươi sáng lên, phát huy được cái tác dụng của mình. Rồi thiên can thì chữ canh của Canh Thân sẽ khắc giáp của tháng. Thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc. Cái chủ thiên can thì thường nó rơi vào nó thường nắm giữ phần lớn là tài bạc và công danh sự nghiệp, cho nên là tháng 7 là tháng không tốt. Tháng 7 người ta nói là nếu trong Phật giáo nói thì nó là tháng cô hồn, nhưng phong thủy tử vi có trước Phật giáo rất là nhiều năm, có cả mấy ngàn năm thì mới xuất hiện Phật giáo, cho nên là đừng có nói phong thủy tử vi tháng 7 là tháng cô hồn hồi đó chưa có. Mình đọc một số tài liệu thì chỉ có sau năm 2500 năm trở lại đây thì mới có tháng cô hồn thôi, tức là khi Phật giáo xuất hiện. Rồi địa chi thân gặp thân, tuổi thân gặp tháng thân, năm sinh tháng tuổi, cẩn thận chuyện không vui trong tình cảm gia đạo, đặc biệt là nữ mạng cẩn trọng lời ăn tiếng nói, dễ gặp thị phi. Đây là vấn đề. Rõ ràng như vậy thì tháng 7 bổn mạng sức khỏe vẫn không có vấn đề gì, có thể có tai nạn hay là gì gì này kia thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng công việc và gia đạo tình cảm thị phi sẽ phải cẩn trọng nhiều đối với tất cả các người tuổi Canh Thân, cả nam lẫn nữ mạng. Nhưng mà nữ mạng do có sao thổ tú thì nó thị phi dễ nhiều hơn nha. Rồi tiếp đến đó là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng cũng giống tháng 7 với thủy sinh mộc, tháng tương sinh cho bệnh, bổn mạng và sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh, vì thế được hưởng lợi ngon lành. Thiên can thì khác hoàn toàn với tháng 7,
Vì sao? Vì chữ Ất của Ất Dậu sẽ là ngũ hợp với chữ Canh. Ất hợp Canh, thiên can thuộc ngũ hợp, tài lộc, công việc rất là hanh thông. Nếu như việc lớn mà xảy ra trong cái tháng này thì chắc chắn là sẽ thành công, không có thất bại. Vì sao? Vì bốn mệnh được tương sinh, phúc tinh tài tinh đã phát huy tác dụng rồi. Bây giờ thiên can thuộc ngũ hợp nữa thì hỏi sao mệnh mình sáng nè, công việc mình hanh thông, chắc chắn là sẽ thành công lớn. Rồi địa chi thân dậu tự chủ bình hòa, phong hình hại cũng không có sinh khắc nhau. Như vậy thì tình cảm gia đạo ở trong tháng 8 không còn rối rắm giống như tháng 7 nữa. Ngon lành ha. Đó là những gì mà mình có thể nói. Tháng 8 là tháng khá tốt với địa chi bình hòa, thiên can thuộc ngũ hợp, mệnh thì được tương sinh, phần dồn dồ tháng 8 ngon lành đó. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 âm lịch thì là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì là thổ, như vậy mệnh tiếp tục mọc các thổ của tháng. Năm nay có 4 tháng thổ, đó là tháng 1, tháng 2 và tháng 9, tháng 10. Thì năm nay là năm thổ vượng, mà biến động về đất nó sẽ có chiều hướng ở trong những cái khoảng thời gian này. Nếu như mà các em nào canh thân mà vướng đất đai rồi, bắt đầu là tới tháng này là dễ giải quyết lắm, từ tháng 8 trở đi dễ giải quyết được lắm ha. Rồi như vậy đó là người mệnh mộc gặp tháng thổ của năm thổ là tương khắc, bổn mạng khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, phúc tinh tài tinh sẽ suy yếu. Cái tác dụng cần cẩn trọng cái chuyện tai nạn và bệnh nạn, nhưng nhẹ thôi, không nặng, không nặng. Thiên can thì không được tốt cho lắm, vì chữ Bính nó sẽ khắc chữ Canh. Đây là thiên can khắc tháng, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng chuyện pháp lý, ký tái giấy tờ. Đặc biệt là tháng này là phụ nam với thái dương gặp thổ, thái dương hà thổ thì rất là nguy hiểm, cho nên là nam nếu như có ký tái giấy tờ trong tháng này phải cực kỳ cẩn trọng. Rồi địa chi thân ký túc là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không suy khác nhau. Như vậy thì phần gia đạo tình cảm không có vấn đề, tốt lành. Như vậy thì rõ ràng tháng này phải khoanh dùng cái tháng 9 này với chữ Bính hình chữ Canh, thì cẩn thận cái việc nó không tốt đẹp ở trong công việc giấy tờ, nhớ cẩn thận ha. Tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 năm nay á, năm Canh Tý á, là tháng Đinh Hợi, mà tháng Đinh Hợi chắc chắn là một tháng thổ rồi. Tiếp tục là một tháng thổ, như vậy người mà canh thân với mệnh mộc thì tiếp tục là mộc khắc thổ, tháng mệnh mộc khắc tháng rồi khắc năm, và cho nên là bổn mạng khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe. Rồi ở phúc tinh tài tinh lại tiếp tục suy giảm cái năng lực của mình, cho nên là phải cẩn thận cái việc bệnh nạn, mà nhẹ thôi không có nặng ha. Rồi thiên can chữ Đinh và chữ Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, ok. Công việc tài lộc có thể là sẽ không còn khó khăn, không còn chống phá như tháng 9, nó sáng mượn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên địa chi là hợi thân, dần thân tại hợi, hợi thân là thuộc nhóm tứ hành xung, và đây là thuộc nhóm tương hại. Mà tương hại được hiểu như vậy là cái con này nó cản trở con kia, hai cái nó cản trở nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ rất dễ gặp chuyện buồn phiền, không có vui. Cho nên là mọi người cẩn thận, đặc biệt là các em nữ với thổ tú chiếu mạng ha. Khi nào mà vào hai tháng thổ này thì thổ tú nó hoành hành rất là dữ. Thái dương thì bị sinh xuất đi, thổ tú thì nó được thổ là nó hoành hành ghê lắm, nhất là tháng thổ thứ hai nó kéo cái mạng thổ của mình đi một cách xa ra, nhớ cẩn thận. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng này là tháng Tý của năm Tý, mà tháng này là tháng Mậu Tý. Như vậy Mậu Tý là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng đi, mộc sẽ sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe suy hao, cho nên là cẩn thận một tí xíu.
Thiên can Mậu canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Mậu là thổ và canh là kim, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh tương sinh, như vậy có thể là đây là tháng có tài lộc nhưng không quá lớn nên đừng có mong cầu. Địa chi thân tý thì là thuộc nhóm tam hợp thân tý thìn, cho nên là gia đạo tình cảm nhiều an vui. Công việc nếu có gặp việc mà không tốt đẹp thì sẽ có quý nhân phù trợ mà mọi chuyện sẽ an lành vượt qua. À, ngon lành ha. Thiên nạp âm thì thiên can ngũ hành được tương sinh, địa chi thì tam hợp, chỉ có tổ mạng mình sinh xuất nhẹ một tí. À, cho nên là tháng này tính ra cũng ngon chứ không có dở, chỉ thua tháng 8 thôi chứ còn tháng này là ngon đó ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 thì là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu thì tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy mệnh sẽ không khác tháng 11 với mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe suy hao, cẩn trọng những cái việc mà xây sát tay chân ha. À, nữ mạng thì do là có hạn hình tiền phòng bệnh nặng, cho nên hai tháng sinh xuất này cũng cần phải để ý bộ mạng mình một chút xíu, sức khỏe đồng chí. Rồi địa chi đó, thiên can kỷ với canh thì cũng giống như mậu với kỷ. Mậu kỷ thì cùng là nạp âm của hành thổ, à canh là kim, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. À, cho nên là tiếp tục là một tháng có tài lộc nhưng không lớn. Đặc biệt đó là kỷ canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên là không có chống phá, không có cái gì nặng nề ở trong công việc, chủ yếu là có tiền nhiều hay ít thôi. Địa chi thì thân với sửu, người ta đây còn con trâu, con khỉ nó cởi lên lưng con trâu, cho nên là như vậy, không hình hại cũng không xung khác nhau, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này có vẻ là vui vẻ. Tháng này là tháng cuối cùng, tháng Tết, tháng kết lại cái năm đầy xui rủi, đầy những cái vận xấu Canh Tý 2020. Hy vọng rằng là có nhiều cái thuận lợi như thế này ở trong tháng 11, tháng 12 thì người canh thân sẽ có được cái Tết kết thúc năm Canh Tý, chuyển qua năm Tân Sửu hài hòa và thuận lợi. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi cũng như vận hạn những tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các em canh thân sinh năm 1980. Hy vọng nó là một cái hành trang nhỏ để các em có thể ứng dụng vào cuộc sống, biết nên cương nên nhu ở tháng nào để mà có được những cái thành công thì mình đâu quá đáng, có được những cái mà cơ bản vượt qua những cái khó khăn của năm Canh Tý để lại. Cái thiên vận quá xấu như là nói từ đầu năm rồi, không có chứng tinh thì chắc chắn là năm sẽ rất là lộn xộn. Mọi người nếu nghe video thấy hay và hấp dẫn, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi canh thân khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.